Hello tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại kênh YouTube chính thức của Yến Lê. Và hôm nay thì rất là vui khi được quay trở lại kênh bằng một cái video mà Yến Lê rất là hồi hộp. Hôm nay là một sự kiện mà Yến Lê muốn đưa tất cả các bạn đi cùng. Đấy là một sự kiện mà Yến Lê đã chấm thi casting cho các bạn The Voice Kids năm 2020 năm nay. Đây là một mùa thi New Generation, có nghĩa là một thế hệ mới dành cho các bạn mà nghiêng về R&B, Hip Hop. Các bạn vẫn có thể thi hát, các bạn bé vẫn có thể thi hát bình thường, nhưng mà sẽ kiểu ưu tiên các bạn gọi là có cá tính nổi trội hơn. Và hôm nay các bạn hãy đi cùng với Yến Lê để xem là các bé hôm nay casting thì đáng yêu như nào. Và ngày sự kiện ngày hôm nay có gì vui nhá. Ok, let's go. Hello các bạn, Yến Lê đang ở Nguyên Âm Nhạc, đang chuẩn bị đi việc đây, cái pháo nó đầu tiên xong nào, rồi okay. Em đầu tiên giới thiệu mọi em giới thiệu mọi người đây là xong rồi, xong chị sẽ nói là bạn đã đến Linh nhé, xong chị chốt một câu là xong. Ok, nào bắt đầu. Ok, ok, nào lại ba hai yo. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Pháo, đây là Rick Choi, chị Lưu Thiên Hương và chị Yến Lê. Và bọn mình đang có mặt tại buổi casting của giọng hát Việt nhí The New Generation mùa đầu tiên. Và các bạn ơi, hiện tại ở đây, địa chỉ ở đây là số 7 đến 9 Nguyễn Văn Linh, trung tâm thương mại Sabico Megamall của Hà Nội. Các bạn ở khu vực Bắc nhanh chân đến đây luôn nhá. Yeah. Còn ngại ngần gì nữa các con, cố lên, đây, đây, đây. Let's go. Let's go. Đi chậm thôi. I told you every single time, don't you worry.